Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong cái series video học giao tiếp tiếng Anh cơ bản, thông qua các cái tình huống ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cái bốn cái tình huống cơ bản. Đấy chính là tình huống về tìm kiếm đồ vật, tình huống mượn điện thoại, tình huống đến thăm gia đình, cũng và tình huống cuối cùng là tình huống xem báo và đọc tin tức. Bốn cái tình huống cơ bản này sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi các bạn giao tiếp với người nước ngoài, cũng như là rèn luyện cái khả năng nhớ từ vựng của các bạn. Trong lúc các bạn theo dõi cái video ấy, thì mình mong các bạn hãy dành một chút thời gian ra comment góp ý giúp mình, cũng như là bấm like và chia sẻ cái video giúp mình, bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái tình huống đầu tiên, đấy chính là tình huống tìm kiếm đồ vật. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái đoạn hội thoại về tình huống. Jack, I can't find my purse. Can you help me? No problem. What color is it? It's red. Did you look in the kitchen? Yes, I already looked there. I'll look in the living room. Did you find it? No, it's not in there. When was the last time you saw it? I had it when I went to the supermarket this morning. Do you think you might have left it there? I'm not sure. I can't remember anything. Wait! Is this it? Yes, that's it. Thank you so much. Đấy chính là toàn bộ cái đoạn hội thoại thứ nhất chúng ta sẽ làm quen ở trong cái video này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch từng câu ở trong cái đoạn hội thoại này. Câu đầu tiên. Jack, I can't find my purse. Can you help me? Câu này có nghĩa là Jack, tớ không thể tìm được cái ví của tớ ở đâu. Cậu có thể giúp tớ được không? No problem. What color is it? À, không vấn đề gì. Nó màu gì? It's red. Nó màu đỏ. Did you look in the kitchen? Cậu đã tìm ở trong bếp chưa? Yes, I already looked there. Rồi, tớ đã tìm ở trong đó. I'll look in the living room. Tớ sẽ tìm ở trong phòng khách. Did you find it? Cậu tìm thấy nó không? No, it's not in there. When was the last time you saw it? Không, nó không có ở đó. Cậu trông thấy nó lần cuối khi nào? I had it when I went to the supermarket this morning. Tớ vẫn cầm nó khi đi siêu thị sáng nay. Do you think you might have left it there? Cậu có nghĩ là cậu đã bỏ quên ở đó không? I'm not sure. I can't remember anything. Tớ không chắc. Tớ không thể nhớ nổi gì cả. Wait! Is this it? Chưa đã, có phải nó ở đây không? Yes, that's it. Thank you so much. Đúng rồi, chính là nó. Cảm ơn cậu rất nhiều. Đấy chính là toàn bộ cái nội dung của cái tình huống thứ nhất. Bây giờ mình sẽ dịch lại từ đầu để giúp các bạn hiểu rõ hơn về tình huống. Jack, tớ không thể tìm được cái ví của tớ ở đâu. Cậu có thể giúp tớ được không? À, không vấn đề gì. Nó màu gì thế? Nó màu đỏ. Cậu đã tìm ở trong phòng bếp chưa? Rồi, tớ đã tìm ở trong đó. Tớ sẽ tìm ở trong phòng khách. Cậu tìm thấy nó không? Không, nó không có ở đó. Cậu trông thấy nó lần cuối khi nào? Tớ vẫn cầm nó khi đi siêu thị sáng nay. Cậu có nghĩ là cậu bỏ quên ở đó không? Tớ không chắc. Tớ không nhớ nổi gì cả. Chưa đã, có phải nó đây không? Đúng rồi, chính là nó. Cảm ơn cậu rất nhiều. Đấy chính là tình huống thứ nhất chúng ta đã làm quen liên quan đến việc chúng ta tìm kiếm một cái đồ vật nào đấy khi chúng ta bỏ quên. Và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái tình huống thứ hai. Đấy chính là tình huống mượn điện thoại. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống. Mom, can I borrow your cell phone? No, Tony, you had it all morning. Just a little while, Mom. Only 10 minutes.
That's okay. Oops! What happened? I dropped your cell phone. Tony, can't you be more careful? I think you should go to your room and do your homework instead. I'm sorry about that, Mom. Đấy chính là toàn bộ cái nội dung của cái đây, tình huống thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch từng câu ở trong cái tình huống này. Ở câu đầu tiên. Mom, can I borrow your cell phone? Mẹ, con mượn điện thoại của mẹ được không? No, Tony, you had it all morning. Không được, Tony, con đã chơi cả buổi sáng rồi. Just a little while, Mom. Chỉ một chút thôi mà mẹ. Only 10 minutes. Chỉ 10 phút thôi nhé. That's okay. Oops. Được ạ. Ôi. What happened? Chuyện gì thế? I dropped your cell phone. Con làm rơi điện thoại của mẹ ạ. Tony, can't you be more careful? I think you should go to your room and do your homework instead. Tony, con không thể cẩn thận hơn được một chút sao? Mẹ nghĩ con nên về phòng và làm bài tập thì hơn. I'm sorry about that, Mom. Con xin lỗi mẹ về việc đó ạ. Bây giờ mình xin tóm tắt lại cho các bạn hiểu rõ. Đấy chính là bạn ấy, Tony, bạn ấy mượn điện thoại của mẹ. Nhưng mà kỳ kèo mãi thì mẹ cho bạn ấy mượn 10 phút. Nhưng mà trong lúc lấy điện thoại thì bạn ấy đã đánh rơi điện thoại và buộc lòng mẹ là phải bắt bạn ấy đi làm bài tập và không được sử dụng điện thoại nữa. Các bạn chú ý khi các bạn theo dõi cái video của mình ấy, thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video giúp mình. Nếu như có vấn đề gì thắc mắc, góp ý, comment thì các bạn cứ comment vào phần dưới video. Mình sẽ theo dõi thường xuyên và sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách sớm nhất có thể, cũng như là sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các bạn để những cái video sau của mình ngày càng tốt lên. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái tình huống thứ ba. Đấy chính là tình huống về chúng ta đến thăm một ai đó, ví dụ như đến thăm bố mẹ hoặc là đến thăm ông bà gì đó. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống này. Hi, who's that? Mark, it's Nancy. Nancy, how are you? Fine. Are you free tomorrow? Yes. I haven't had any plans for tomorrow. Why? Perfect. My grandfather is coming tomorrow. Do you want to meet him? Yeah. I really miss him. The last time we went to the countryside was 5 months ago. That's right. He has phoned me. I'm so happy. I'm sure he will bring me a lot of gifts. I see. What time? Could you come to my home at 6:30? We will pick him up at the railway station at 7:15. Sure. See you tomorrow. See ya. Bye. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các cái câu ở trong cái tình huống này. Câu đầu tiên chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là Hi, who's that? Xin chào, ai đấy? Mark, it's Nancy. Mark, Nancy đây. Nancy, how are you? Nancy, cậu có khỏe không? Fine. Are you free tomorrow? Tớ khỏe, ngày mai cậu có rảnh không? Yes, I haven't had any plans for tomorrow. Why? Có, tớ chưa có kế hoạch gì vào ngày mai. Sao vậy? Perfect. My grandfather is coming tomorrow. Do you want to meet him? Tuyệt, tớ sẽ đến đây vào ngày mai. Ông của tớ sẽ đến đây vào ngày mai. Cậu có muốn gặp ông ấy không? Yeah, I really miss him. The last time we went to the countryside was 5 months ago. Yes, tớ rất là nhớ ông. Lần cuối cùng chúng ta về quê là 5 tháng trước rồi. That's right. He has phoned me. I'm so happy. I'm sure he will bring me a lot of gifts. Đúng vậy, ông vừa gọi cho tớ, tớ rất vui. Tớ chắc chắn rằng ông sẽ mang đến rất nhiều quà cho tớ. I see. What time? Tớ biết, mấy giờ nhỉ? Could you come to my home at 6:30? We will pick him up at the railway station at 7:15. Cậu có thể đến nhà tớ lúc 6:30 được không? Chúng ta sẽ ra ga tàu để đón ông lúc 7:15. Sure, see you tomorrow.
Chắc chắn rồi, gặp cậu ngày mai nhé. See ya. Bye. Gặp lại cậu nhé, tạm biệt. Đấy chính là toàn bộ cái nội dung của cái tình huống thứ ba. Bây giờ mình xin tóm tắt lại cho các bạn hiểu. Đấy chính là bạn Nancy và bạn Mark gọi điện cho nhau, và bạn Nancy bảo là ngày mai thì ông của bạn Nancy ở quê sẽ tới thăm bạn Nancy, và nhờ bạn Mark là cùng với bạn Nancy là sẽ ra ga tàu điện để đón ông của bạn Nancy. Và đấy cũng là cái tình huống thứ ba. Mình hy vọng là các bạn sẽ bấm like và chia sẻ cái video này giúp mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái tình huống thứ tư. Đấy chính là tình huống xem khi chúng ta đọc báo hoặc là đọc đài. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống thứ tư này. John, did you see the news today? No, what happened? There was a plane crash in India yesterday. Oh my goodness, was anyone hurt? Two crew members and 50 passengers died. 94 survived. The crash occurred due to heavy weather. That's terrible. Yeah, I can't believe you haven't heard about it. They were talking about it on CNN all day. Oh, I don't watch TV that often. Don't you watch the news? No, I usually read the news online, but I haven't had time to turn on my computer today. Đấy chính là cái tình huống thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu từng cái câu ở trong cái tình huống thứ tư này. John, did you see the news today? Câu này có nghĩa là John, cậu xem tin tức ngày hôm qua chưa? Hôm nay chưa? No, what happened? No, tức là chưa, chuyện gì thế? There was a plane crash in India yesterday. Có một vụ máy bay rơi ở Ấn Độ ngày hôm qua đấy. Oh my goodness, was anyone hurt? Trời ơi, có ai bị thương không? Two crew members and 50 passengers died. 94 survived. The crash occurred due to heavy weather. Hai thành viên tổ máy bay và 15 hành khách thiệt mạng, 94 người sống sót. Vụ rơi máy bay xảy ra do thời tiết quá xấu. That's terrible. Thật là tồi tệ. Yeah, I can't believe you haven't heard about it. They were talking about it on CNN all day. Ừ, tớ không tin nổi rằng cậu chưa nghe cái vụ này. Báo đài nói cả ngày trên CNN đấy. Oh, I don't watch TV that often. Tớ không hay xem TV lắm. Don't you watch the news? Cậu không thích xem tin tức à? No, I usually read the news online, but I haven't had time to turn on my computer today. Không, tớ thường đọc tin tức online, nhưng hôm nay thì tớ chưa có thời gian để mở máy tính ra. Đấy chính là cái nội dung của tình huống thứ tư. Bây giờ mình xin dịch lại từ đầu để giúp các bạn hiểu rõ hơn. John, cậu đã xem tin tức ngày hôm nay chưa? Chưa, chuyện gì thế? Có một vụ máy bay rơi ở Ấn Độ ngày hôm qua đấy. Trời ơi, có ai bị thương không? Hai thành viên tổ bay và 15 hành khách thiệt mạng, 94 người sống sót. Vụ rơi máy bay xảy ra do thời tiết quá xấu. Thật là tồi tệ. Ừ, tớ có thể không thể tin nổi rằng cậu chưa nghe đến vụ này. Đài báo nói về vụ này cả ngày trên CNN đấy. Tớ không hay xem TV. Cậu không xem tin tức à? Không, tớ thường đọc tin tức online, nhưng hôm nay thì tớ chưa có thời gian để mở máy tính lên. Đấy chính là toàn bộ nội dung của cái tình huống thứ tư. Đấy chính là tình huống liên quan đến việc chúng ta đọc báo, chúng ta nghe đài hàng ngày. Và tình huống thứ tư cũng là tình huống kết thúc cho cái video học giao tiếp với người bản địa thông qua những cái tình huống giao tiếp cụ thể. Mình hy vọng là cái video này có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn theo dõi cái video ấy, nếu các bạn thấy video này có ích thì các bạn có thể bấm nút like và chia sẻ cái video giúp mình, cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày. Một lần nữa thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn.